thanh con này. Mày, thằng thanh con này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Anh chỉ não vô cùng, cứ chỉ vào mặt thế này đấy. Thằng thanh con này, không biết lúc nào anh ngước mồm lên chửi. Thằng thanh con này. Láo khoa mà. Thằng thanh con này, tôi đấm cho mày nhát. Tôi đấm cho mày nhát. Tôi đấm cho mày nhát. Hello anh em, đây là Vũ Trụ Comic xứ Đông Lào và mình rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Nếu là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì mình là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Lấy với cảnh siêu anh hùng và những meme nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện tại, những sản phẩm của mình đều được công bố trên trang cá nhân và mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Còn trang YouTube này thì sẽ là nơi để mình chia sẻ những video thú vị và quá trình lên ý tưởng cũng như là một cái diễn đàn khác để anh em có thể bàn luận cùng mình xây dựng thêm cốt truyện, nhân vật hay đơn giản hơn là cùng nhau chém gió và đăng các video buồn cười thế thôi. À quên, mình xin lưu ý rằng là những ý tưởng và toàn bộ nhân vật mình dựa trên những cái meme có sẵn từ trên internet và các nhân vật này đều là hư cấu và mang tính giải trí, không nhằm mục đích đả kích bôi xấu hình ảnh hay là danh dự của bất kỳ cá nhân nào nhé. Thế nên nếu bạn quá nghiêm túc hoặc là có cảm tình đặc biệt với những nhân vật mình đã nhắc đến ở trong video thì những cái video này nó không dành cho bạn đâu. Xin mời bạn mỉm cười và đi ra. Ok, và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về quá trình tạo ra một trong những cái nhân vật mà giành được sự yêu quý của rất nhiều người, đó chính là Ankoda. Và đây cũng là nhân vật chính xuất hiện trong logo của kênh. Đây là một nhân vật hư cấu xuất hiện ở trong Vũ Trụ Comic xứ Đông Lào ngay từ những tập đầu tiên. Các bạn có thể xem trên trang Facebook của mình nhá. Chắc chắn nhìn vào cái hình ảnh này thì các bạn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc rồi. Và cái nguyên văn mà câu nói tôi năm nay đã hơn 70 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào nó như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy phát danh con này. Đấy, cái hình tượng này thì nó được trích ra từ cái video phỏng vấn của kênh truyền hình An ninh TV đối với bác Nguyễn Hữu Đa, vốn là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố thuộc phường Yên Ninh, phố Phú Yên Bái. Nó là một cái bức xúc của bác tổ trưởng tổ dân phố này với lại cái thái độ bất hợp tác của một cái ông nào đấy. Thì lấy ý tưởng đó thì mình đã tạo ra một cái nhân vật hư cấu mang tên là Ankoda. Lấy ý tưởng là một chiến binh, một cựu chiến binh năm nay đã 70 tuổi nhưng mà bác đã được tiêm một cái loại huyết thanh siêu chiến binh, tạo nên một sức mạnh vô địch. Và tất nhiên rồi, lấy ý tưởng từ Captain American thì không thể thiếu cho mình một chiếc khiên. Và khiên của bác chính là khiên cao sao vàng. Đấy. Cái lúc mà mình vẽ ra được cái nhân vật này thì vốn dĩ là không có ý định tạo nên một cái series truyện tranh. Tuy nhiên là nó được sự hưởng ứng của rất là nhiều người, từ đồng nghiệp cho đến là các bạn đã xem tranh của mình từ trước. Nên là mình đã quyết định là mở rộng cái thế giới vũ trụ này ra. Và các bạn hoàn toàn có thể xem cái bộ truyện này, mình đã kết thúc được phần 1 rồi. Và sắp tới thì sẽ ra phần 2 và có thêm ngoại truyện cho nhân vật Ankoda này. Hy vọng rằng là sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn.
Hiện tại thì vì kênh YouTube của mình đang trong quá trình phát triển, và nếu bạn thấy cái công việc của mình hay và thú vị, hoàn toàn có thể đồng hành cùng chúng mình bằng cách rất đơn giản là like và subscribe kênh. Mỗi một like của các bạn thì sẽ là một cái niềm vui và sự ủng hộ của các bạn dành cho mình, để mình có thể làm ra những cái nội dung mới vui vẻ hơn, ok hơn. Và các bạn cũng đừng quên để lại những bình luận ở những cái video của mình, để chúng mình có thể có thêm những nhận xét, góp ý để làm cho nội dung tốt hơn. Sắp tới thì mình cũng sẽ phát triển kênh của mình qua 3 nền tảng chính, đấy là YouTube, Facebook và TikTok. Hy vọng là các bạn cũng có thể subscribe kênh của mình để cho dự án của chúng mình có thể phát triển và đưa đến các bạn nội dung hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn các bạn.